kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023 đồng hành cùng quý vị tôi là Phương Anh. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối này Các luật sư cho biết trong trường hợp cơ quan cảnh sát điều tra không tìm được người đưa ma túy cho 4 tiếp viên thì rất khó để khép tội những người liên quan. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị truy tìm mẹ và cha dượng của bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá gây xôn xao mạng xã hội. Thường xuyên khoe con và công bố những thông tin chi tiết liên quan tới con mình trên mạng xã hội, các bậc phụ huynh liệu đã quá chủ quan và chưa lường hết được những rủi ro tiềm ẩn. Tập thể dục 8 tiếng mỗi ngày suốt 20 năm liên tục, người đàn ông ở Trung Quốc bị viêm khớp nghiêm trọng và hầu như không thể cử động chân. Diễn biến tiếp theo của vụ việc 4 nữ tiếp viên mang ma túy qua đường hàng không về nước đang được dư luận rất quan tâm những ngày vừa qua. Một vấn đề đặt ra lúc này là trong trường hợp mà cơ quan cảnh sát điều tra không tìm được người đưa ma túy cho các tiếp viên thì rất khó để khép tội những người có liên quan. Theo các luật sư, trường hợp không tìm được đối tượng đã đưa ma túy cho bốn nữ tiếp viên hoặc đối tượng sẽ nhận, cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án hình sự, sau đó sẽ tạm đình chỉ theo quy định của pháp luật tuy nhiên nếu trong quá trình điều tra lực lượng chức năng phát hiện ra dấu hiệu vi phạm pháp luật khác của những người có liên quan trong đó có bốn tiếp viên hàng không thì nhà chức trách vẫn sẽ xử lý theo quy định việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên không phải là tình tiết để khép lại vụ việc cơ quan tiến hành tố tụng vẫn sẽ tiếp tục làm rõ số ma túy trên là của ai ai nhờ người vận chuyển trái phép về việt nam các nữ tiếp viên trong vụ việc có thể không bị xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng nếu có căn cứ xác định họ có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thì các tiếp viên vẫn sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của ngành hàng không và hãng hàng không Vietnam Airlines. Trước đó vào chiều 23 tháng 3 tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết Việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên hàng không sách tay ma túy từ Pháp về Việt Nam chỉ là bước đầu chứ không phải là kết thúc. Nếu quá trình điều tra, công an phát hiện có dấu hiệu hay là chứng cứ khác củng cố được hành vi vi phạm của bốn nữ tiếp viên này, thì cơ quan điều tra vẫn sẽ áp dụng biện pháp để xử lý. Sau khi mua khoản nợ từ công ty Myri -Asset, các đối tượng của công ty trách nhiệm hạn mua bán nợ DSP đã nhắn tin, gọi điện chửi bới và đe dọa hoặc là cắt ghép ảnh của khách vay, người thân, đồng nghiệp của khách vay và các hình ảnh đồi trụy, sau đó đăng tải lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang vào cuộc điều tra vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành phố trên cả nước. Theo tài liệu điều tra, công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ DSP có địa chỉ tại tầng 4 chung cư Lữ Gia, số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Maria Asset Việt Nam và một số tổ chức tiến dụng khác nhưng không có khả năng chi trả. Sau khi có các thông tin khách hàng và các thông tin khoản nợ, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay, người thân, đồng nghiệp của khách vay vào các hình ảnh đổi trị, các thông tin không đúng sự thật. Sau đó đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép, buộc người vay phải trả tiền. Để phục vụ cho công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân đã từng vay tiền hoặc là cá nhân không vay tiền nhưng bị các đối tượng gọi điện đe dọa có liên quan tới hai công ty trên đến ngay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội để tố giác, cung cấp các tài liệu liên quan tới vụ án. Liên quan tới thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc bắt cóc trẻ em ở quận Hoàng Mai, Hôm nay, 25 tháng 3, Công an quận Hoàng Mai cho biết thông tin này lan truyền từ chiều tối ngày 24 tháng 3, được cho là do xuất phát từ trường tiểu học Tân Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, đồng thời cũng khẳng định đây là thông tin bịa đặt thất thiệt. Để làm rõ những cái thông tin thất thiệt và gây hoang mang cho phụ huynh của trường cũng như là khu vực lân cận, Công an của Hoàng Mai đã làm việc với phòng giáo dục quận và nhà trường. Lãnh đạo phòng khẳng định chưa có bất kỳ báo cáo hay là phản ánh nào từ các trường về hiện tượng này. Bà Trần Bích Liên, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Định xác nhận, nhà trường không phát đi bất kỳ một thông tin, thông báo nào có liên quan tới việc có hiện tượng bắt cóc trẻ em như là một số hình ảnh lan truyền trên mạng. Trước đó, trong ngày 24 tháng 3, thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội với nội dung hiện tại trên địa bàn đã có hiện tượng bắt cóc trẻ em. Đối tượng nhằm vào học sinh, nhất là học sinh tự đi bộ đi học, đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường ngay các biện pháp giáo dục các con kỹ năng phòng tránh, đề cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để quản lý các con. Công an quận Hoàng Mai là người dân và các bậc phụ huynh không lan truyền những tin đồn vô cớ. Cơ quan chức năng cũng sẽ xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng cố ý đăng tải hay là lan truyền thông tin ảnh hưởng tới an ninh trật tự theo quy định của pháp luật. Thực tiếp tục thông tin liên quan tới vụ việc clip bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá như là chúng tôi đã thông tin cho các bạn tin trước đó. Hôm nay 25 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị truy tìm mẹ và cha dựng của bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá gây xôn xao mạng xã hội. Các trinh sát đang xác minh là thời điểm, địa điểm xảy ra sự việc cũng như là truy tìm người mẹ và cha dựng của bé. Lực lượng chức năng đang làm việc với cha ruột của bé ngụ tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ sự việc. Theo đó, cha ruột của cháu bé cho biết kết hôn và có hai con chung với người vợ 23 tuổi. Sau đó do mâu thuẫn nên mẹ bé bế hai con rời đi và chung sống với người đàn ông khác sinh năm 1979 chưa rõ nhân thân. Biết cha dượng có sử dụng ma túy nên bố đẻ đã liên lạc dắt con lớn về nhà nuôi, còn bé thứ hai sống với mẹ và cha dượng. Nhiều ngày trước, chồng cũ gọi điện thoại cho vợ mượn tài khoản mạng xã hội để bán hàng. Sau đó đăng nhập vào thì phát hiện là trong tin nhắn có nhiều clip con thứ hai bị chửi bới và cả clip nghi ngờ cháu bị ép hút ma túy đá. Bố ruột quá đau xót đăng clip lên mạng để câu cứu. Theo cha của cháu bé, thì clip này được quay khoảng 5 tháng trước vì trong clip có hình ảnh con lớn khi mà anh chưa đưa cháu về nhà nuôi. Trước đó vào tối 24 tháng 3 và sáng 25 tháng 3, mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai khoảng 2 tuổi bị một người đàn ông xăm kín mình chửi mắng, hành hạ và ép sử dụng chất nghi là ma túy đá, đã khiến cho người dân phẫn nộ. Liên quan tới vụ việc này, ngày 25 tháng 3, Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn đề nghị công an thành phố Hồ Chí Minh, công an huyện Hóc Môn phối hợp kịp thời xác minh nhằm đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và xử lý thật nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm quyền trẻ em một cách nghiêm trọng. Qua hình ảnh và các thông tin ban đầu thì vụ việc có dấu hiệu của sự bạo hành trẻ em, bé trai có dấu hiệu bị ép sử dụng ma túy. đã có rất nhiều cảnh báo về cách làm pháo tự chế gây nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng đâu đó những câu chuyện này vẫn xảy ra. Mới đây, sau khi xem các video trên mạng để làm pháo tự chế, thì ba em học sinh tại Tây Nguyên đã mua nguyên liệu làm theo. Khi pháo phát nổ khiến cho một em tử vong và một em bị thương nặng. Theo đó, bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 14 tuổi ở Đắk Lắk bị đa chấn thương do pháo nổ được chuyển từ bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương toàn thân, vết thương tổn nặng nhất là ở vùng hai mắt cùng với nhiều vết thương trên cổ, mặt, ngực, chân và tay. Kết quả vết thương mắt trái của bệnh nhân được đánh giá ban đầu là tổn thương hoàn toàn rác mạc, thủy tinh thể đã được xử trí khâu để bảo tồn. Sau phẫu thuật khẩn cấp, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị. Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà, sau khi xem các video có nội dung hướng dẫn làm pháo tự chế trên mạng, thì bệnh nhân đã cùng với hai bạn học của mình tự mua nguyên liệu để chế tạo pháo. Sau đó, ba người tự pha chế pháo tại nhà và bị phát nổ. Tai nạn là một người bạn của bệnh nhân đã tử vong ngay tại chỗ, còn bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sơ cứu, sau đó chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Trợ Rẫy. Liên quan tới vụ việc cặp vợ chồng chạy xe máy làm xiếc trên đèo Hải Vân, theo thông tin từ Công an quận Liên Triều, Đà Nẵng cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Thế Anh, 35 tuổi và Nguyễn Thị Kim Ngân, 24 tuổi, cùng chú xã Lộ Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi gây dối trật tự công cộng. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 3, vợ chồng Thế Anh và Ngân từ Phú Lộc chở nhau trên xe máy vượt đèo Hải Vân vào thành phố Đà Nẵng để chơi khi qua đoạn cua tại km số 905 300 thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng, Thế Anh biểu diễn bằng cách là đổi lái cho vợ khi mà xe vẫn đang lưu thông trên đường. Tiếp đó, cả hai bỏ mũ bảo hiểm, chạy xe vòng ngược lại đoạn cua. Khi qua đoạn cua, Thế Anh và Ngân lại lặp lại việc hoán đổi vị trí cầm lái cho nhau nhiều lần trên đoạn đường khoảng 120 mét. Hành vi này đã được nhiều người đứng ven đường ghi lại và đưa lên mạng xã hội. Đáng nói là sau màn làm xiếc kể trên, khi về nhà tại thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến, cặp vợ chồng này còn tham gia đánh lộn tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc vào tối cùng ngày. Thế Anh bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Lộc tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích, còn Nguyễn Thị Kim Ngân bị thương ở đầu phải điều trị y tế. Hành vi của Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân được công an quận Liên Triều xác định vi phạm pháp luật, gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường đèo Hải Vân thể hiện sự coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm theo quy định để phòng ngừa xã hội. Cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với hai đối tượng để điều tra xử lý. Chuyển sang những thông tin quốc tế đang chú ý. Thưa quý vị, dù có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình, thế nhưng một cô gái có tên là Wesley Anna ở New York của Mỹ vẫn không xin được việc làm. Và điều này thì phản ánh phần nào tình hình thị trường lao động tại Mỹ hiện nay. Giống như rất nhiều người Mỹ khác, Wesley Anna sống ở thành phố New York Mỹ là nhà thiết kế kỹ thuật số đang thất nghiệp và gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm. Wesley đã chia sẻ hoàn cảnh của mình trong một video trên TikTok gần đây. Cô mô tả đó là một quá trình mệt mỏi và cực kỳ khó chịu. Anna có 10 năm kinh nghiệm về xây dựng giao diện người dùng và thương hiệu. Nhưng ngay cả khi có một lý lịch đầy ấn tượng, cô cũng không gặp nhiều may mắn. Theo đó, Anna đã gửi sơ yếu lý lịch đến 100 nơi và kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ các công ty. Trong thời gian chờ đợi, Anna bày tỏ tâm trạng của mình trên mạng xã hội với hy vọng nói lên những gì mà cô và rất nhiều người khác đang trải qua lúc này. Nhưng bất chấp những nỗ lực đó, cô vẫn thất nghiệp cho tới hiện tại. Dữ liệu từ chính phủ Mỹ vào cuối năm 2022 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ đã giảm xuống 3,4%, thấp nhất kể từ năm 1969 và khác hoàn toàn với tháng 4 năm 2020 khi mà mức dao động trong khoảng là 13%. Vẫn là câu chuyện về việc làm. Thế nhưng với các bác sĩ nội trú khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực tại Hàn Quốc thì môi trường làm việc không chỉ khắc nghiệt, thời gian lên tới 20,4 giờ làm việc một ngày và 5 ngày một tuần. Họ gần như là không có thời gian để nghỉ ngơi. Các bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc làm việc trung bình là 77,7 giờ một tuần. Trong đó dù luật hiện hành giới hạn số giờ làm việc tối đa hàng tuần cho các chương trình nội trú y tế là 80 tiếng, hơn một nửa vẫn phải làm việc hơn mức này. Đặc biệt, các bác sĩ nội trú khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực là nhóm phải làm việc nhiều giờ nhất, lên tới 102,1 giờ một tuần. Đây là kết quả của một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Hiệp hội Bác sĩ Nội trú và Thực tập sinh Hàn Quốc, phỏng vấn một 1.903 bác sĩ nội trú từ nhiều khoa khác nhau. Điều kiện làm việc khắc nghiệt phải đối mặt khiến cho ngày càng nhiều trường hợp bác sĩ nội trú bỏ cuộc giữa chừng. Đây được coi là một trong những lý do chính dẫn tới sự thiếu hụt nhân lực ngành y ở xứ sở Kim Chi. Trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực trầm trọng, một số trung tâm y tế phải thuê các bác sĩ lớn tuổi để có thể lấp đầy khoảng trống. Tập thể dục 8 tiếng mỗi ngày trong suốt 20 năm liên tục bằng cách là đi bộ, chạy, gập bụng. Người đàn ông 60 tuổi ở Trung Quốc đã bị viêm khớp thoái hóa nghiêm trọng và hầu như là không thể cử động chân. Câu chuyện trên của người đàn ông 60 tuổi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ông này bắt đầu tập thể dục từ khi 40 tuổi, nhưng tập luyện quá sức, khiến cho các khớp gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Mỗi sáng, người đàn ông sống ở thành phố Trịnh Châu tập thể dục khoảng 2 tiếng rưỡi với các bộ môn như là đi bộ, chạy, đu xà. Sau đó, thì ông bơi tiếp khoảng 2 tiếng nữa và thực hiện 800 cái gập bụng mỗi ngày, cộng hàng trăm lần chống đẩy. Cuối ngày, ông còn chơi cầu lông khoảng 1-2 tiếng. Sau 20 năm hoạt động hết công suất, cơ thể của ông cuối cùng không chống chịu nổi. Người đàn ông bắt đầu bị đau khớp dữ dội. Vài tuần trước, đầu gối và khuỷu tay của ông đau đến mức không thể cử động được. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm khớp thoái hóa nghiêm trọng, tăng sản và thoái hóa khớp khuỷu tay. Tất cả đều do tập thể dục quá độ gây ra. Thưa quý vị và các bạn, vô tư khoe con trên mạng là điều mà rất nhiều phụ huynh tại Việt Nam hay làm. Những hình ảnh từ khi mang bầu cho tới khi mà con được sinh ra và cả quá trình con lớn lên từng ngày được các phụ huynh thường xuyên đưa lên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Và đây cũng chính là sự rủi ro tạo cơ hội cho kẻ xấu lừa đảo khi mà các bậc cha mẹ đã vô tình làm lộ lọt thông tin cá nhân, thói quen của trẻ nhỏ và cả gia đình. Minh chứng cho điều này là từ đầu tháng 3 năm nay cho tới giờ thì hàng loạt phụ huynh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã bị các đối tượng tội phạm giả danh là giáo viên gọi điện thông báo học sinh bị tai nạn hoặc là tai nạn nguy kịch cần phải phẫu thuật và từ đó thì đề nghị là chuyển tiền khẩn để đóng viện phí và chiếm đoạt. Vậy thì có nên khoe con trên mạng xã hội hay không và những rủi ro tiềm ẩn như thế nào? Thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục chuyện tối nay của chúng tôi với phần chia sẻ của khách mời. Xin được giới thiệu chị Hoàng Linh, chuyên gia giáo dục vâng xin cảm ơn chị đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi à, trước hết thì phải khẳng định rằng là cái việc mà chúng ta đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội và trong đó có hình ảnh của những đứa trẻ của mình thì là một cái điều hoàn toàn là quyền tự do của mỗi người đúng không ạ à, và một trong những cái thói quen khiến cho rất nhiều bậc cha mẹ hiện nay là cũng thấy rất là thích thú đó chính là có thể chia sẻ cái quá trình mà mình nuôi dạy con cái hay là khoe con à, vậy thì chị nghĩ như thế nào về cái điều này Thật ra cái hành động khoe con ấy nó là một hành động rất là dễ hiểu thôi. Làm cha làm mẹ khi mà chúng ta nhìn thấy những cái khoảnh khắc, những cái hành động đáng yêu, giỏi giang, đáng tự hào của con, chúng ta có những cái cảm xúc tự hào, vui vẻ và chúng ta muốn lan tỏa những điều đó đến với những người xung quanh và muốn mọi người chung vui và cùng với mình thì nó hoàn toàn là dễ hiểu. Nhưng mà một mặt chúng ta hiểu được cái lý do đằng sau cái hành động khoe con không có nghĩa là chúng ta có thể cổ vũ và chúng ta khuyến khích cái hành động đó. Bởi vì trong thực tế là khi mà chúng ta đăng tải những cái hình ảnh này hay là thông tin của con lên mạng xã hội thì chúng ta đang đặt ra một cái rủi ro rất là lớn về việc là chúng ta làm lộ những cái thông tin cá nhân của con ví dụ như là địa chỉ trường lớp này thậm chí là địa chỉ của gia đình mình này hay là thói quen sinh hoạt của con và kẻ xấu có thể lợi dụng những cái thông tin đó để làm những cái hành vi trục lợi còn cá nhân tôi thì cho rằng là cái việc mà chúng ta có cái sự cẩn trọng khi mà chia sẻ thông tin ấy, thì nó xuất phát từ một cái sự hiểu biết và cái sự tôn trọng cái không gian an toàn cá nhân của chính mình cũng như là những người xung quanh lấy ví dụ đi như là trong đời sống bình thường chẳng hạn nhiều khi cha mẹ rất là dễ dàng để chia sẻ trong những cuộc hội thoại như này để khoe con rằng là con con mình có cái này có cái kia rất là hay khoe cái này kể cái, cái, cái kia mà chúng ta không biết rằng là phản ứng của con liệu sẽ như thế nào liệu con có thích rằng là cái việc đấy được khoe được kể hay không và cái thói quen đó chúng ta giữ chúng ta mang lên cả mạng xã hội và chúng ta vô tư đăng tải những cái hình ảnh của con thì đấy là lý do tại sao mà cái điều quan trọng là chúng ta cần phải rèn luyện một cái sự giao tiếp mà nó có cái sự cẩn trọng và có cái sự đồng thuận để chúng ta tránh được những cái nguy cơ những cái rủi ro và chúng ta cũng gìn giữ được những cái mối quan hệ trong gia đình. À, chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà làm lộ lọt thông tin của con hay là thông tin của cả gia đình khi mà đăng tải những cái bức ảnh hay là hình ảnh của con lên mạng xã hội thì không phải là nhiều bậc phụ huynh không biết đâu nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là người làm cha làm mẹ thì muốn đăng còn rất là nhiều người khác thì đều muốn xem hình ảnh của trẻ nhỏ bởi vì nói thật thì trẻ con cũng là một cái vitamin của người lớn đúng không ạ khiến cho chúng ta cảm thấy rất là vui giữa vô vàn thông tin tiêu cực trên mạng xã hội à, và nhiều bậc cha mẹ thì giải thích rằng là chỉ đăng những hình ảnh mà con chơi đùa hoặc là con đi học hàng ngày tức là không có những cái thông tin hình ảnh về chữ chẳng hạn thì tại sao có thể lộ là thông tin được thì chị có thể chia sẻ rõ hơn về những cái nguy cơ những cái rủi ro khi mà chúng ta đăng tài ảnh trên mạng xã hội không ạ trong cái thời đại số ngày nay thì thủ đoạn của những kẻ xấu thực sự là có thể trở nên rất tinh vi và khó đoán nhiều khi là chỉ là một bức ảnh rất là bình thường thôi đúng không thế nhưng mà địa chỉ trường của con có thể lộ qua đâu qua cái logo áo đồng phục của con chẳng hạn hay là thông qua những cái nội dung trong ảnh này thậm chí là cái thời điểm mà chúng ta đăng bài chẳng hạn nó làm lộ những cái thói quen giờ giấc sinh hoạt của gia đình mình và những cái thông tin đó trở thành những thông tin vô cùng có lợi nếu như kẻ gian thực sự muốn lợi dụng và trục lợi cái điều đó thì để kể các câu chuyện một cái ví dụ đi thì tôi có một nhóm các bạn học sinh là cái này thì không phải là do phụ huynh làm lộ mà các con chỉ đơn giản là các con đi chụp ảnh kỷ yếu và cái các cái file ảnh kỷ yếu của các con rơi vào tay người lạ và bị đăng tải lên một cái nhóm chat về tình dục ở trên mạng và chỉ bằng những cái file ảnh đó thôi mà các con bị tìm ra thông tin cá nhân này và bị quấy rối không chỉ là qua Facebook cá nhân của các con mà thậm chí là ở trước cổng trường của các con thì để phụ huynh có thể hiểu rằng là các cái thủ đoạn của những kẻ sống ngay nay thực sự rất tinh vi và chúng ta thực sự không thể coi nhẹ cái việc là đăng tải thông tin trên mạng được đúng như chị vừa chia sẻ thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ thì hiện hữu ở khắp mọi nơi và không chỉ là việc bố mẹ chủ động đăng tải hình ảnh của con của gia đình lên trên mạng xã hội mà chúng tôi thấy rằng là hiện nay cũng thậm chí là có cả những cái trung tâm à, liên quan tới giáo dục chẳng hạn cũng có thể đăng tải cả danh sách và địa chỉ của các bậc phụ huynh và số điện thoại kèm theo nữa và đôi khi bản thân chúng ta vào một cái group chat về gia sư chẳng hạn đôi khi bố mẹ cũng lại để lại cái thông tin cá nhân của mình để có thể được tư vấn vậy thì chị có thể chia sẻ như thế nào về điều này cũng như là cái tầm quan trọng của bảo vệ thông tin như thế nào? Ừ. Thực ra để đánh giá về cái việc mà một trung tâm như bạn kể là đăng tải cái nội dung về số điện thoại của phụ huynh lên chẳng hạn thì bây giờ chúng ta không thể biết là phụ huynh liệu đã đưa ra một cái sự đồng thuận ừ. bằng lời nói hoặc bằng văn bản nào đó hay chưa. Tuy nhiên ở góc độ của tôi nhìn nhận thì nó là một hành động hoàn toàn không nên khi mà chúng ta lại đi đăng tải toàn bộ những cái thông tin cá nhân của một gia đình lên như thế, đặc biệt là số điện thoại thì nhẹ thì những cái thông tin đó có thể bị lợi dụng để cho những cái mục đích về quảng bá sản phẩm, về gọi điện, về nhắn tin để à, quảng cáo chẳng hạn nặng hơn thì những cái thông tin đó có thể bị đưa ra và kẻ xấu có thể uh, sử dụng để thực hiện những cái hành vi vi phạm pháp luật hoặc là lừa đảo thì phụ huynh bản thân phụ huynh cũng như là học sinh cần chủ động trang bị những cái kiến thức để cho mình có thể đảm bảo cái quyền được bảo vệ thông tin của chính mình và bên cạnh đó thì hơn ai hết là những trung tâm làm giáo dục chẳng hạn thì là, là những, những đơn vị mà thực sự làm việc sát sườn cùng với cả phụ huynh á, thì mọi người cần phải có những cái hành động rất là rõ ràng và thận trọng để làm sao mình có thể thứ nhất là bảo vệ được học sinh của mình và thứ hai là bảo vệ được gia đình của học sinh của mình À, dạ vâng ạ cũng liên quan tới câu chuyện là đăng tải những cái thông tin trên mạng xã hội thì ngoài việc là đăng tải hình ảnh về những cái uh, vui chơi hàng ngày của con hay là đi học của con thì một trong những cái điều mà tôi thấy rằng là rất nhiều bậc phụ huynh thích làm đó chính là uh, khoe thành tích học cá nhân của con như là giấy khen hay là những cái thành tích giải thưởng lên trên mạng xã hội vậy thì ngoài cái việc là để lộ là thông tin ra thì cái điều này liệu có còn để lại nguy cơ nào khác hay không ạ khi mà chúng ta chụp một cái ảnh giấy khen của con lên chẳng hạn con mình được giải này giải kia thực ra rất là tự hào đúng không à, và chúng ta làm việc đó nhiều khi rất là vô tư và chúng ta vui quá mà nhưng mà mọi người biết đấy khi mà chúng ta chụp một cái ảnh giấy khen của con như thế lên rất nhiều thông tin có thể bị lộ ra ví dụ như là trường của con này địa chỉ trường của con này lớp này thậm chí là ngày tháng năm sinh đúng không thì nhưng mà ngoài những cái rủi ro về thông tin cá nhân bị lộ ra như vậy thì còn ở góc độ chúng tôi làm giáo dục có một có có một cái nguy cơ rất là lớn nữa đấy là các con khi mà bị cha mẹ khoe thành tích trên mạng xã hội các con dễ bị tạo ra một cái áp lực vô hình rằng là mình luôn được dõi theo mình luôn được kỳ vọng và mình luôn được phải được kỳ vọng là phải thể hiện thật là tốt trước mặt những người khác và nặng ấy thì cái điều này vô hình chung khiến cho cái đam mê học tập của các con từ việc là con đam mê học tập trở thành cái việc là con học cho bố mẹ học để vì một cái kỳ vọng nào đó của người khác và việc học trở nên rất là gò bó để lấy một ví dụ minh họa đi thì tôi có một học sinh khi mà tôi tiếp nhận thì trường hợp này là phụ huynh cho rằng là con mình rất là nhút nhát là con không con rất là khó giao tiếp với cả bạn bè và người thân kể cả ở ngoài đời lẫn cả ở trên mạng con khóa tất cả các cái tài khoản mạng xã hội của con và mẹ thì chỉ nghĩ rằng là con mình là một người nhút nhát thế nhưng mà khi mà làm việc sâu cùng với con và tìm hiểu ra thì tất cả mọi chuyện này nó xuất phát từ một cái sự việc là mẹ đăng tải cái bảng điểm của cả lớp của con lên mạng xã hội và con lúc đấy là người học giỏi nhất lớp có điểm cao nhất lớp thế nhưng mà vì cái cái post của mẹ như thế mà toàn bộ lớp con nhìn thấy và các bạn ấy cảm thấy không thoải mái về điều đó và các bạn ấy lên lớp các bạn ấy trêu chọc các bạn ấy mỉa mai con đấy đấy là lý do tại sao mà con thu mình lại và con không muốn giao tiếp với ai cả chính vì thế mà phụ huynh mặc dù chúng ta vui thật đấy khi mà con mình có những cái sự nỗ lực sự cố gắng và chúng ta rất là muốn ghi nhận con đúng không nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể ghi nhận con một cách lành mạnh hơn rất là nhiều và nhất là chúng ta nên hỏi ý kiến của con trước khi chúng ta đăng bất cứ điều gì lên mạng đúng là đôi khi là chính cái sự vô tư rồi là chuyện sự tự hào của phụ huynh thì cũng đã ảnh hưởng tới các con mà chúng ta không hề hay biết. Thế nhưng mà rõ ràng quay trở lại cái câu chuyện là cái việc mà quyền được tự hào về con, được khoe con cũng là một cái quyền mà phụ huynh cũng rất là thích và nói thật là cũng là một cái niềm vui trong cuộc sống của các vị phụ huynh. Vậy thì làm thế nào để chúng ta như chị vừa nói là chúng ta có thể khoe con, có thể ghi nhận thành tích của con động viên con một cách văn minh hơn ạ? Ừ. Uh, sau cùng ấy thì tôi nghĩ rằng là phụ huynh vẫn sẽ khoe con trên mạng xã hội thôi. Thế nên là câu câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể khoe con một cách an toàn hơn đúng không? Rồi thế thì đầu tiên đi là chúng ta hãy thực sự cẩn trọng với tất cả những thông tin mà chúng ta chuẩn bị đăng tải Chúng ta hãy nhìn lại một lần nữa đi Liệu rằng cái bức ảnh đó, cái bài đăng đó Chúng ta có chuẩn bị làm lộ một cái thông tin gì đó của con không à, Hay là của gia đình mình không Và nếu mà có thì chúng ta giả soát lại chúng ta làm mờ đi này Hoặc chúng ta che đi, hoặc là chúng ta xóa đi Trước khi mà chúng ta đăng những cái nội dung đó lên mạng Và cái thứ hai, cái quan trọng hơn cả này Đó là vì chúng ta đăng hình ảnh thông tin của con lên đúng không Chúng ta hãy hỏi ý kiến các bạn ấy đi Nhất là các con mà đã có nhận thức rồi Tức là cụ thể là từ khoảng là 7 đến 8 tuổi trở lên Chúng ta cũng hoàn toàn có thể hỏi con rằng là Bây giờ mẹ đang như thế này thì con có đồng ý không? Nhẹ nhàng như thế thôi Nhưng mà thật ra nó rất là quan trọng đấy Bởi vì nhiều khi là phụ huynh cho rằng là mình có cái quyền làm cha làm mẹ Là mình muốn làm gì thì làm đúng không? Thế nên là mọi người thường một là bỏ qua Hai là thậm chí là xem nhẹ cái ý kiến của các con Khi mà ừ. nói đến cái quyền riêng tử của các con như vậy Dạ vâng, à, chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng và đặc biệt là phải có cái sự đồng thuận của cả các con đúng không ạ? rất là cảm ơn chị đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và thưa quý vị, tới đây thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.